chị nào có nhà có làm lên skating đến với anh Bắc, phải không anh? Đúng như thế. Mời anh Bắc lên sân khấu. Xin mời anh Bắc lên sân khấu để nhận chai rượu về và cảm ơn thật nhiều với chai rượu của anh đã đem lại cho cái hội đồng hương của Quảng Trị một cái số tiền gọi là 250 của ngày đầu năm. Đây, cảm ơn Bắc rất nhiều. Đi báo cảm ơn nha. Phim lên, phim lên. Có nhà có phim lên. Bắc bóc ra từ từ, bóc ra từ từ. Quảng Quảng Trị. Giờ thì vai thì vô phim. Và đây là anh Bắc, quý vị ơi, ai có landscaping xin mời được. Với anh Bắc, để anh có thêm nhiều tiền anh ra giúp cho hội Quảng Trị nữa. 250 đúng tiền tôi. Cảm ơn anh Bắc rất nhiều. Ai mà làm nên thì khác nhớ nhưng là anh Bắc. Quá đẹp, quá đẹp. 5 năm sẽ đậu lên 400. Đúng rồi đó anh. Có thể gọi là 400. Tại vì người ta nói là đồng hương càng ngày càng có giá, phải không? Xin cảm ơn anh và chúc anh luôn nhiều sức khỏe. Rồi chúng tôi trả sân khấu này cho 300 người. Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, thông báo quan trọng, thông báo quan trọng. Kính thưa quý vị, trong năm này, vào tháng 6, chúng ta sẽ có một cái đại hội Quảng Trị. Và trong đó chắc chắn là có Liên Trường Quảng Trị sẽ được tổ chức tại Vancouver, Canada vào ngày 30 tháng 6 cho đến ngày mùng 2 tháng 7. Ban tổ chức tại Vancouver có nhờ ban tổ chức chúng tôi xin được thông báo đến quý vị và mong mỏi, rất mong mỏi quý vị sắp xếp giờ giấc để chúng ta cùng tụ hội tại Vancouver. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn anh Thủy. Vancouver, Canada. Và trở lại với chương trình văn nghệ.